Tổng sản phẩm công nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 6.647 tỷ đồng, tăng 8,62% so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ số sản xuất công nghiệp lĩnh vực chế biến chế tạo duy trì ở mức tăng trưởng trên 10% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng các sản phẩm công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ như cà phê bột, đường, đặc biệt sản lượng bia dự kiến đạt 80 triệu lít tăng 6,7% so với năm 2023. Sản phẩm viên nén gỗ băm xăm dự kiến đạt 84.000 tấn, gấp 3,5 lần sản lượng năm 2023. Luyện cán thép sản lượng dự kiến đạt 350.000 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tình hình cung cấp điện thương phẩm trong năm ổn định, trong năm mức tiêu thụ điện năng ước đạt 2.350 triệu kWh, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 111,9% kế hoạch. Sản lượng điện sản xuất ước đạt 7.000 triệu kWh giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 94,6% kế hoạch. Sản lượng lĩnh vực công nghiệp khai khoáng duy trì ổn định so với cùng kỳ.